VT System, bộ phần mềm tự động giúp bạn tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu trên Facebook, Zalo. Dễ dàng xây dựng và quảng bá thương hiệu cá nhân, thúc đẩy bán hàng bằng cách tự động chia sẻ bài viết, livestream, tự động mời like fanpage, xây dựng cộng đồng, giúp bạn sở hữu hàng trăm tài khoản một cách dễ dàng. Sử dụng VT System ngay để xây dựng hệ thống marketing hiệu quả mà không tốn bất cứ một đồng chi phí quảng cáo nào. Liên hệ Zalo hoặc điện thoại để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Vsmart Life 4 ngầm báo hiệu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược tương lai của Vsmart. Thay vì lặp lại con đường phá giá câu hình đến cùng cực của Xiaomi, thì Vsmart đang dần thiết lập một hướng đi an toàn hơn cho tương lai. Những ngày cuối cùng của tháng 8 2020, các fan của Vsmart đã đón nhận một tin tức hết sức đặc biệt. Life 4 do gì cấu hình và ra bán và rất có thể đã cận kề ngày ra mắt. Do thế hệ Life đầu tiên có thể được coi là sản phẩm bước ngoặt tạo nên kỳ tích của Vsmart tại sân nhà, thì chắc chắn rằng Life 4 sẽ là sản phẩm mang trọn vẹn kỳ vọng của nền công nghiệp smartphone trong nước. Tuy vậy, nối tiếp thành công của Life sẽ không phải là nhiệm vụ quan trọng nhất của Vsmart Life 4. Dựa vào các thông số rò rỉ cho đến nay và đã ra mắt, thì có vẻ như Life 4 đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược dài hạn của Vsmart. Kỳ tích của Vsmart Life, siêu phá giá. Chắc chắn rằng nhiều người sẽ nhớ Vsmart Life là một sản phẩm không được mấy thành công tại thời điểm ra mắt. Phải cho đến khi giảm giá xuống gần nửa giá, còn khoảng 3,7 triệu đồng, thì Vsmart Life mới tạo ra được cơn sốt trên thị trường trong nước. Lý do tạo ra cơn sốt cực kỳ là dễ hiểu. Vsmart Life phá giá cấu hình hơn cả những chiếc smartphone phá giá nhất. Khi bỏ ra 3,7 triệu đồng, người dùng sẽ được sở hữu một chiếc điện thoại có Snapdragon 675, 4GB RAM, màn hình AMOLED và 3 camera. Trong khi đó thì các đối thủ cùng khung giá đều chỉ sử dụng con chip Helio yếu hơn hoặc là Snapdragon đời cũ, biến Vsmart Life trở thành một sự lựa chọn không cần đắn đo. Tiếp nối với Life, sự xuất hiện của chiếc Joy 3 là cú sốc tiếp theo giúp ghi tên Vsmart vào bản đồ smartphone Việt Nam. Với cấu hình một lần nữa vượt mặt qua toàn bộ các đối thủ cùng tầm, Joy 3 ngay lập tức đã giúp Vsmart chạm mốc thị phần 2 chữ số với doanh số 12.000 chiếc chỉ trong ngày đầu tiên ra mắt. Theo số liệu thống kê của GfK, Vsmart sau đó đã thiết lập một kỳ tích ngay cả những tên tuổi lớn khác cũng không làm được, đó là lọt vào top 3 Việt Nam với thị phần trên 10%. Lần đầu tiên trong lịch sử một hãng smartphone có thể đã bứt khỏi top dưới làng nhàng để vươn lên đe dọa Samsung và Oppo. Đã đến lúc thay đổi, phá giá ít hơn. Tính chung thứ hạng toàn thị trường, báo cáo của GfK cho biết dẫn đầu với doanh số vẫn là Samsung, đứng vị trí thứ hai là hãng Oppo và thật bất ngờ khi đứng vị trí thứ ba là thương hiệu Việt Vsmart. Vivo và Xiaomi lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm trong bảng xếp hạng. Như vậy có thể nói rằng thương hiệu điện thoại của Vingroup đã giải quyết được bài toán về doanh số. Đã đến lúc Vsmart ngừng phá giá cấu hình và đi tìm một chiến lược mới để chinh phục người dùng. Thông số của Vsmart Life 4 có vẻ đã xác nhận điều này. Cho dù vẫn là một chiếc điện thoại rất hấp dẫn ở khung giá 4 triệu đồng, Vsmart Life 4 đã không còn áp dụng chính sách siêu phá giá của Life hay Joy 3 khi chỉ sở hữu con chip Snapdragon 675 như người tiền nhiệm và không còn cảm biến vân tay trong màn hình nữa. Thay vì siêu phá giá thu hút người dùng bằng những con số, chiếc Vsmart Life 4 mới hứa hẹn sẽ thu hút người dùng bằng một trải nghiệm trau chuốt với 4 camera, nhiều công nghệ AI và màn hình đục lỗ thời thượng với mức phá giá ít hơn. Đặc biệt đây cũng là mẫu smartphone đầu tiên do Vsmart tự chủ công nghệ trong mọi khâu từ thiết kế cho đến sản xuất. Mang cùng một triết lý với Life 4 là chiếc Aorus 5G. Với mức giá chưa chính thức ở mức 7-8 triệu đồng, Aorus 5G khó có thể coi là phá giá khi chỉ được trang bị con chip Snapdragon 765 vốn đã khá thông dụng trong cùng tầm giá. Bù lại thì Aorus 5G là chiếc smartphone 5G đầu tiên made in Việt Nam. Sự xuất hiện của chiếc điện thoại này có thể được coi là một cột mốc quan trọng khi mà Việt Nam cùng với nhiều quốc gia khác trên thế giới chính thức bước vào kỷ nguyên kết nối di động mới. Người Việt đã có thể tận hưởng một trải nghiệm kết nối có tỷ lệ Việt hóa cao hơn, dùng mạng di động Việt trên smartphone Việt. Chinh phục phân khúc cao cấp. Bên cạnh Life 4 và Aorus 5G, Vsmart vẫn còn đang ấp ủ một lá bài quan trọng khác, đó là Vsmart Lux. Được kỳ vọng sẽ là sản phẩm chủ lực của Vsmart trong cuộc chiến lên tầm trung cận cao cấp. Lux cũng không phá giá cấu hình khi chỉ sử dụng con chip Snapdragon 768G như các đối thủ có giá tương đương. Bù lại thì Vsmart Lux sẽ là một trong những mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Ngay cả Apple và Samsung cũng chưa từng sử dụng công nghệ camera màn hình đột phá này cho các mẫu đầu bảng trong năm 2020. Các hãng smartphone từng công bố về công nghệ camera dưới màn hình đều có kinh nghiệm lâu năm hơn Vsmart. Việc một hãng điện thoại non trẻ đến từ một thị trường nhỏ bé lại ra mắt camera bên dưới màn hình cùng năm với các đối thủ đi trước đã cho thấy một sự thật hết sức quan trọng. Khởi đầu muộn nhưng năng lực của Vsmart thừa đủ để bắt kịp và sánh vai với các ông lớn khắp năm châu.
Nếu như đã sở hữu năng lực tới mức này thì Vsmart không cần và cũng không nên vung tiền ra phá giá sản phẩm nhằm mù quáng theo đuổi doanh số nữa. Vị thế của Apple và Samsung, những khó khăn của Xiaomi đang gặp phải hay là khoản tiền tới hàng nghìn tỷ đều Vingroup bơm cho Vsmart cho thấy phá giá không phải là con đường lâu dài. Trái lại, tạo ra những trải nghiệm cao cấp mới là cách thực sự chinh phục trái tim của người dùng để họ thực sự yêu trải nghiệm smartphone made in Việt Nam chứ không phải đơn thuần chỉ là yêu con chip, yêu số lượng camera. Và đó cũng là con đường mà Life 4 Aris 5G cùng với Lux sắp mở ra trong tương lai gần. Liam, Trí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.